Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ lâu dài cần được tiến hành bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò trách nhiệm người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, được xem là chìa khóa để tháo gỡ được những bất cập trong thực hiện các cơ chế chính sách, hạn chế trong thực thi công vụ. Tỉnh Hòa Bình đang triển khai các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thu hút đầu tư. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là một trong những buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố Hòa Bình với nhân dân trên địa bàn. Nhiều ý kiến đã quan tâm đến công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư như giá đất thu hồi theo quy định và giá đất ngoài thị trường còn có sự chênh lệch. Người dân mong muốn doanh nghiệp có dự án đầu tư hỗ trợ thêm cho người dân để ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. Việc đền bù thu hồi đất phải tiến hành công khai, minh bạch. Trên cơ sở các ý kiến của người dân, lãnh đạo thành phố Hòa Bình đã giải trình, làm rõ những thắc mắc của người dân, cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân. Thông qua việc đối thoại giữa lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo thành phố với người dân ấy thì nhiều những nội dung người dân có thể hiểu sâu hơn qua cái việc trao đổi đối thoại. Quy định của nhà nước rõ ràng thế và dân chủ thì mọi người dân khi mà được thông thoáng, được nắm bắt được rõ ràng các quy định nhà nước thì cái việc ủng hộ, cái việc chấp hành tốt hơn. Thế và nó sẽ giúp cho các cái dự án sớm được đầu tư. Tỉnh Hòa Bình đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn. Quan điểm xuyên suốt là thu hút những dự án có quy mô, nhà đầu tư có tiềm lực, dự án phát huy được lợi thế của tỉnh. Trong thời gian qua, cùng với nâng cao chất lượng các quy hoạch để thu hút đầu tư, việc quy định trách nhiệm của các sở ngành địa phương trong tỉnh, phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính đối với dự án từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đai, xây dựng được quan tâm, nhằm đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ cơ quan. Người đứng đầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải chịu trách nhiệm trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, theo chức năng nhiệm vụ được sao. Đồng thời chịu trách nhiệm nếu cán bộ thuộc quyền quản lý gây khó khăn phiền hà, gây mất niềm tin của nhà đầu tư. Huyện đã chủ động tổ chức thực hiện các cái quy hoạch, triển khai và công bố các cái quy hoạch để cho nhà đầu tư và nhân dân biết. Thứ nữa là huyện sẽ trực tiếp phối hợp thành lập cái cơ quan để hỗ trợ các cái nhà đầu tư trong quá trình chủ đầu tư triển khai và đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thường xuyên nắm chắc cái tiến độ rồi là khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư, tổ chức các cái hội nghị để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Tỉnh Hòa Bình đã thành lập các tổ công tác của tỉnh hỗ trợ các dự án trọng điểm, giao việc cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khắc phục sự chậm trễ trong cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. 10 tháng năm 2021, tỉnh Hòa Bình đã quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn 2.680 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 630 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Chúng tôi xác định rất rõ là phấn đấu là tối thiểu mỗi năm cái năng lực cạnh tranh của cấp tỉnh phải đã tăng tối thiểu 3 bậc và đến 2025 phải nộp vào cái top 30. Và ngay từ năm đầu chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều việc để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ví dụ như chúng tôi đã xây dựng một cái quy chế về giải phóng mặt bằng, giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cấp huyện là dù bất cứ một dự án nào triển khai của mình thì cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là phải thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, có phối hợp của doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã xây dựng cái bộ quy tắc để đánh giá chất lượng của các sở ban ngành và của các cấp huyện. Cái thứ ba là chúng tôi có ban hành chỉ thị yêu cầu các cái cơ quan hành chính là phải cắt giảm tối thiểu 30% cái thời gian làm thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có thêm 2.500 doanh nghiệp hợp tác xã thành lập mới, có khoảng 5.000 doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng gấp đôi so với năm 2020. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Hòa Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và phát triển bền vững.